vbgame.vn, shop app uy tín, giá rẻ, an toàn tự động. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tháo Gà đây anh em ơi. Hôm nay mình sẽ làm một clip, đó là mình sẽ dựa trên cái hiện tượng đó là cơm tự soi rồi lẩu tự soi rồi các kiểu anh em. Ấy thì mình sẽ áp dụng vô một cái đây. Đấy, đây anh em ơi, đây. Có nghĩa là hồi giờ mình thấy là có những người đã dùng cái nước á bỏ vào trong cái ấm siêu tốc này và luộc lên những cái món đồ ăn á, như là hải sản đồ hay là cà phê hay là cái gì đó, bỏ vào đây để luộc rồi các kiểu để ăn đúng không? Thì hôm nay tôi sẽ dùng nguyên lý của lẩu tự soi với lại là cơm tự soi. Đó là tôi sẽ dùng hơi nước của cái ấm siêu tốc này ấy để thử hấp những cái hải sản ở đây, như là tôm này anh em ơi, hấp hết số tôm này nha anh em, hay là con cua khổng lồ ở đây. Đây cũng giống như là một kiểu là gì ta, một thí nghiệm anh em ơi, bởi vì tôi chưa biết là nó sẽ chín hay không nha anh em. Bởi vì tôi nghĩ á, bỏ vô trong đây luộc á thì còn có khả năng chín, chứ còn việc mà dùng cái hơi nước của cái này á, không biết là nó có đủ sức nắng để làm chín được hay không. Nhưng mà thôi, cái gì không biết thì mình mới thử nghiệm anh em ơi. Đây là hơn nửa ký tôm, gần cả ký luôn anh em ơi, rất là nhiều luôn. Ấy tôm cũng khá là to. Còn đây là con cua khổng lồ. Ấy con cua này nó bự vãi cả trướng luôn. Đây anh em coi cái càng của nó là biết nó bự cỡ nào rồi. Nhưng mà cọng dây của nó tôi nghĩ là chắc cũng phải chiếm nửa trọng lượng của nó rồi. Ấy còn đây là cái ấm. Rồi, đây là những vật dụng sẽ làm trong ngày hôm nay nha anh em. Đấy, giờ tôi sẽ đi vệ sinh mấy cái món này trước. Châu đã quay rồi đi. Hello anh em, mình là Châu. Châu mới nghe anh em làm gì không? Mới ở đúng không? Trời cục, còn có cái bonus nữa anh em ơi. Rồi đây, đố Châu nè, sẽ làm gì? Đâm luộc, luộc trong đây chứ gì, trời nhìn là biết rồi. À, anh em không? Thiệt, đó không? Nói tới kia mình nóng siêu tóc, ai cũng nghĩ tới luộc ở trong hết anh em ơi. Đấy, nhưng mà hôm nay không phải đâu bạn ơi, hôm nay mình sẽ hấp nó ở phía trên này thôi. Có nghĩa là sẽ dùng hơi nắng của cái bình siêu tóc này đó hấp. Đấy, trong hình dung ra không? Trong đây là thí nghiệm á, thí nghiệm. À là để nguyên cái này lên đây vậy luôn thôi. Khùng hả? À mụ anh em ơi. À đúng rồi, hôm qua tôi có chuẩn bị một cuộn giấy bạc á, thì tôi sẽ dùng giấy bạc để làm một cái nầu. Đấy, giấy bạc để đến này, để hấp nha anh em. Rồi, bây giờ sẽ đi chế tác cái nầu giấy bạc á, để đến đây nha anh em. Ok, đây là giấy bạc nha anh em. Đấy, bây giờ là Châu nó sẽ giúp tôi chế tác một cái nầu á, vừa vô cái lỗ này nè anh em. Sau lát nữa tôi sẽ chớ nước vô trong này và bật nút lên để đun, để cho hơi nước nó lên là năm sao nó sẽ chín anh em ơi. Còn nếu nó không chín thì tôi sẽ lấy một cái nầu á, dùng bếp điện từ kia và luộc thôi. Giống như kiểu là anh em nào mà sinh viên mà không có nầu, không có bếp được á, chỉ cần một cái bình ấm siêu tốc, một cam can này thôi là có thể làm được cho tôm với lại cua rồi các kiểu chín rồi. Đấy anh em ơi, bây giờ đang chớ tát cái nầu này. Rồi, ok anh em ơi, ấy tôi đã thiết kế xong cái nầu rồi đây. Đây là cái nắp đậy nha anh em, chắc hơi bự hơn cái nầu một tí. Sai sai, hồi đã thiết kế lại xem anh em ơi. Rồi, bây giờ là do tôi đã đưa cái nầu này vô cố định rồi anh em, nên là tôi sẽ chiêm nước vô trong cái lỗ này nha. Ấy, đây là chai nước suối, sẽ chiêm nước vô. Nửa chai đi. Chai luôn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu bỏ tôm lên trước hả ta? Bắt nước trước đi. Không nói gì hả? Tôi cần cho nước vô trước ít không ta? Chắc cần cho ít nước anh em ơi. Đấy, tôi sẽ cho một ít nước vô này nha. Cần hỏi từ trả lời. Rồi, ok. Giờ tôi sẽ bật lên cho nó sôi. Nó đỡ chưa em? Có thương đỡ chưa? Đỡ rồi. Đấy, đợi cho nó sôi một tí. Rồi tôi sẽ bỏ tôm vô. Rồi, giờ tôi sẽ thiết kế lại cái nắp này để cho nó vừa anh em ơi. Ở anh em nghe tiếng không? Chưa gì mà nghe tiếng rồi nè. Nói chung là nãy giờ tôi đun nước nó sôi luôn rồi, bây giờ không ấn được nữa luôn. Anh phải giữ tay luôn vậy á. Ừ. Tôi nghĩ là chắc tôi sẽ sao ta? Phải đợi thêm một tí nữa anh em ơi. Ấy, anh em thấy khói nó ra rồi không? Thấy. Không biết là có thể chín được hay không đây. Thôi, bây giờ chơi khô máu luôn. Tôi sẽ thiết kế lại quá. Ấy, tôi sẽ quay cái đeo này qua chỗ đây. Bởi vì chỗ đây rất là nóng luôn này. Ấy, chỗ đây nóng. Còn ở trong này thì nó vẫn chưa nóng. Không nắm luôn á, hay là nó không nắm được. Hay bít lỗ lại hết luôn đi. Bít lỗ sao? Bít đừng có cho hơi ra luôn hả? Ừ, rồi thiết kế lại nha anh em. Hình như thiết kế này bị sai sai rồi. Rồi, ok anh em ơi. Nói chung là tôi cảm nhận được là hình như mình làm một lớp nó hay hơn anh em ơi. Có nghĩa là tôi làm một lớp này thôi, chứ làm 2-3 lớp tuy là nó không bị lún nhưng mà không chín được. Thì tôi quyết định tôi sẽ chơi lại. Đấy, tôi sẽ làm một lớp này thôi nha. Dữ luôn. Ừ, rồi, tôi sẽ bỏ hai con tôm vô đi.
Đấy, hai con tôm vào. Ok, mong sao là nó sẽ chín được. U mới bỏ đỏ rồi kìa. Đấy. Rồi, con đợi nha. Kìa. Rồi anh em ơi, có hiện tượng rồi nè, đỏ đỏ rồi nè. Ăn được. Ê, rồi. Ăn cái đầu em á, từ từ. Đợi tôi anh em ơi, tôi sẽ làm cho nó nóng thêm tí nữa nha. Ấy, tôi sẽ chặn cái đầu này lại. Ý xì anh em ơi, có khả năng chín, tôi sẽ đợi lại luôn. Đấy, sẽ quan sát chỗ đây. Nóng quá. Chừng văng nước nha bạn Hiền. Rồi, đây anh em ơi, bây giờ tôi sẽ thơ mơ ra nha anh em. Tôi nghĩ là chắc chắn chín luôn rồi á. Ten 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 ten. Wow, thơm phức luôn. Ăn luôn cho nó nóng. Rồi, đây anh em ơi, ấy nước của nó đục đục luôn rồi. Có nghĩa là các bạn tôm này luộc được chín rồi ạ. Rồi bây giờ tôi sẽ vớt ra ngoài bạn luôn nha anh em. Đây, tôi sẽ vớt ra. Đấy. Xuống nha, có cái ấy luôn. Tôi cái tôm sống này sang một bên nè anh em ơi. Nói chung là đã luộc được hai con tôm này thì chỉ cần tốn khoảng 3-4 phút thôi. Không biết là có thể nào nó chín được không nữa. Nhìn cái màu nó là thấy chín rồi nhưng mà không biết là bên trong nó có chín thật sự không nha. Rồi, đợi ăn con tôm này thì tôi sẽ đi chuẩn bị một cái nước chấm gì đó để chấm nha anh em. Rồi, đây anh em ơi, đấy, tôi chuẩn bị một nước chấm rất là ngon luôn. Trâu vô ăn không? Không. Trâu nó bị dị ứng với tôm anh em ơi. Ngày hôm qua làm clip tôm càng xanh á, trâu nó ăn xong là nó bị dị ứng. Ngứa. Ngứa. Chanh này vô thôi đừng phải nói luôn. Wow. Thấy nặng chanh hơi ứa nước miếng. Wow. Rồi, nói chung là tướng đâu cho anh được anh em ơi, kêu que mà giờ cho anh không được đó, nên tôi phải đành thương thức thôi. Rồi, tôm còn khá là nóng nha anh em. Nói chung là nếu nó nguội tôi sẽ áp vô trong cái bình này cho nó nóng tí. Đấy, nhìn cái mèo này có vẻ chín rồi anh em ơi. Rồi, chơi thử luôn nha. Ui, thơm lắm anh em ơi. Nước coi từ bên trong nó chín nào không? Nước luôn. Ui, nó chín từ bên trong xuất thịt luôn nè, coi nè. Ừ. Đấy, anh em nghĩ là chín chắc luôn rồi, nói giờ tôi sẽ chấm nha. Đây. Rồi này, chấm đi. À, anh Phong. Wow. Rồi, tức thứ nha anh em. Mong sao là ăn vô không phải nhè đấy à. Ngon quá, ông nói nên lời hay gì? Ui, dù ngon thiệt luôn anh em ơi. Nó chín, tương không chín mà chín không tương luôn á. Chín mà kêu chín, vừa chín tới anh em. Không phải là tái, cũng không phải là chưa chín, nhưng mà chưa chín tới á, ăn cực kỳ đã luôn, nhai sực. Ui, phê thế nha. Rồi, con này là cũng phải nói luôn anh em ơi. Vậy là cái bình này có lợi rồi, có nghĩa là mình hấp ăn cực kỳ ngon luôn. Đấy, không cần phải bỏ vô trong luộc, cho đỡ lên cái hơi nước này thôi, đủ chín nữa. Rồi, là con thứ hai nha. Đấy, quét thịt nhiều luôn, rồi. Lít. Mời anh em nha. Ui dồi, ngon quá. Ngon nó không nói lên lời luôn. Chỉ biết một điều là anh em biết gì không? Đó là cái nắp này anh em. Cái lỗ của nó ấy, nhỏ quá ấy. Mỗi lần tôi có thể bỏ được đến 2 đến 3 con tôm thôi. Có đe là 4 con tôm thôi. Không thể nào bỏ hết một cái đống tôm này được. Ấy, đống tôm ấy. Rồi con cua chà bé này, không biết có luộc chín hay không đây. Nói chung là cái thí nghiệm với tôm là đã chín rồi nha. Rồi bây giờ sẽ đến với thí nghiệm với cua nha anh em. Rồi, đây anh em ơi, đây là con cua nha. Đấy. Trời ơi, nó bự quá. Mà nó được không? Trời, không được đúng không? Ừ. Giờ sao ta? Thôi anh thử cái chân đi. Hay là một cái chân hả? Ừ. Làm một cái chân nó không chắc. Anh thích làm nguyên con luôn cho đẹp à? Thôi, rồi ok, được. Anh thiết kế một cái máng khác đi. Rồi anh em ơi, tôi có một sáng kiến mới. Đó là tôi sẽ không làm cái nào nữa. Thì tôi sẽ quấn con cua này lại luôn và đặt lên trên đây đó hấp luôn. Đấy. Ok. Đấy, đây là con cua. Thì cho thêm nước vào cái bình này để cho nó càng nhiều nước càng tốt. Đặt con cua lên nha anh em. Đặt theo chiều này nè. Đặt ấy chứ. Đấy, tới giờ đi. Nói chung là cái thôi là cái anh em thấy hơi khói nó bốc lên rồi. Dã man luôn.
còn ở xung quanh cái miếng giấy bạc này nó đổ mồ hôi quá trời luôn rồi, nhưng mà nó đổ được có một phần à, tôi mong sao là nó sẽ chín ấy. Đấy, anh em thấy không, đổ mồ hôi quá trời luôn rồi nè. Wow, ở bên này thì không có bị hờ hắn gì hết anh em ơi, phần này chả bị gì hết, còn phần này thì đổ mồ hôi quá trời luôn. Thôi chắc tôi sẽ rút cái tem ra. Đấy, để tôi sẽ đem ra coi thứ nha anh em. Rồi bây giờ tôi sẽ thử nhắc xuống nha anh em. Ấy, nói chung là có thử nó chín chưa? Ui dù, cái này cũng nóng phết nhờ. Gỡ ra đi. Ấy, mang sao là chín nha anh em. Còn chưa chín thì tôi sẽ bảo lên hấp lại tiếp. Tôi sẽ cố gắng kiên trì. Ui, bốc hơi nước ra ghê lắm anh em ơi. Hold on, nhìn là mèo lại chưa thấy chưa chín rồi. Đỏ đỏ kìa. Đỏ đâu? Ừ, đỏ được cắn xíu à. Ở dưới đỏ rồi kìa. Đỏ đâu? Đỏ cái đeo của em á. Đó, nó không đỏ chứ là gì. Ui, chưa được gì luôn anh em ơi. Chắc có lẽ tôi non quá rồi. Thôi tôi sẽ tiếp tục nha anh em. Đấy, tôi sẽ gói lại tiếp tục. Đấy. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục với cái màn ngu người của chúng ta. Sao mình không thử dùng chiêu này ta? Nhúng vô hả? Không có nhúng. Từ đừng hết nắm ạ. Đây anh em ơi, đấy, tôi sẽ đỡ theo chiều đứng này. Luộc hai lần. Cái gì? Tôi sẽ hấp hai lần chứ. Đấy, một lần là cái đeo này, còn một lần là đeo còn lại. Mong sao nó sẽ chín. Nắm thế nhờ. Chín kìa. Ui, cách này có quá, có vẻ hiệu nghiệm anh em ơi. Tao nhớ cái đũa đâu, để lật lại thử coi. Có vẻ được hơn. Chút chút. Đỏ kìa. Ui, còn đỏ hơn được ăn tí à. Chắc đây phải luộc tới một tiếng đồng hồ mới ăn được quá. Chứ gì nữa. Thôi, thì là giờ mình thử luộc mấy cái càng thôi ta. Nói chung là 15 phút trôi qua thì con cua này á, nó vẫn chả bị hờ hắn gì hết, nó chỉ bị hơi ra đó ăn xíu à. Tôi nghĩ lại rồi, bây giờ tôi sẽ luộc một cái càng thôi. Ấy, luộc một cái càng với mấy cái que này thôi. Chứ còn nguyên cái giỏ cua này đó mà xiên thùng nó thì tôi nghĩ chắc khá là mệt luôn á, chắc không được luôn á. Thôi, giờ tôi sẽ bứt ra, bứt cái càng này ra nha, bứt cái que này ra. Ừ, rồi tôi sẽ thử hấp hai cái này. Rồi, tôi sẽ thiết kế lại cái nồi. Rồi, ok. Giờ sẽ bỏ cái nguy này vô. Thôi bỏ cái càng trước đi. Bỏ cái càng trước nè. Từ một con cua khổng lồ giờ chơi sang hai cái nguy luôn. Con cua bự quá. Đấy, mình sẽ chia nhỏ ra. Trời anh em ơi, nãy giờ tôi ngồi đây là phải cỡ 7-8 phút nữa rồi á. Mà nó vẫn còn, tôi thấy nó vẫn còn xanh xanh nè. Ấy, vẫn còn xanh xanh anh em ơi. Wow, còn khói là nghi ngút luôn, đừng nói luôn. Tôi thu nhau lại cho anh em xem. Đấy, anh em thấy khói không? Nói chung là giờ tôi sẽ dớt ra nha anh em. Ấy, này tôi đưa cái càng này quay vào đây luôn. Đấy, giờ tôi sẽ dớt ra. À quên, tắt lại chứ. Tắt cái bếp kìa đã, rút cái tem ra. Ui dù, nóng quá. Ấy, còn cái càng bự nữa anh em ơi. Nói chung là nó chín được phần nào thì mình sẽ ăn phần đó nha. Bởi vì là clip này nãy giờ tôi đã luộc khoảng luôn tôm luôn cua là hơn nửa tiếng rồi á. Nếu mình luộc bằng cái bếp điện từ bình thường thì là chỉ cần 10 phút thôi là có thể ăn được rồi. Còn cái này luộc lâu vài cái trướng luôn. Đấy, rồi. Bây giờ là tôi sẽ xử lý cái càng này nha anh em. Tôi sẽ coi thử cái đây có thể chín được hay không nha. Đây anh em ơi, đây, ui thịt của nó nè. Cái càng nhỏ này là nếu mà hấp dai tới là vẫn thể chín được nha anh em. Đây anh em thấy không, thịt nè. Rồi, mình chấm vô lớp thôi nha. Wow. Nói chung thịt của nó chín, cắt là mềm luôn. Tôi nghĩ là cái phần trên đây á, thì nó có thể chín nè. Còn phần dưới đây là hên xui nha. Đấy, tôi sẽ thử đi. Rất là nóng luôn. Ôi dồi, vừa nắm. Ui, chín anh em ơi.
chín tái tái này. Một bên đó, còn một bên thì hơi hơi đen đen thôi, nhưng mà tôi nghĩ là ăn được. Ăn đi cũng sao đâu. Tối thì vô kia chơi thôi mà. Ok. Nói chung là cái này anh em nó chín được sơ sơ à, nhưng mà thôi kệ, tôi sẽ ăn luôn. Chứ nó chưa chín hẳn nha anh em, nó chỉ chín được khoảng cỡ 80-90% thôi, còn 10% đó em tính thịt lại thì chưa. Tôi sẽ ăn hết nốt miếng này. Nhưng mà chín như thế này cũng có một cái hay đó là ăn nó mềm mềm như đậu hũ vậy đó. Còn cái đây cái tụi này chắc không chín đâu quá. Ôi dồi. Đây, cái này thì nó chín dập dập à. Thôi, nói chung là thôi chắc tôi không dám ăn cái phần này đâu. Nói chung là clip này đúng là kiểu thí nghiệm chơi ngu bạc cái chương luôn. Tôm thì chín rất là ok, còn con cua đặc biệt khiên anh em luôn. Anh em nào mà muốn làm kiểu của tôi khi nào mà bí lắm luôn, nhà không có gì, hoặc là trong cái trường hợp thiếu thốn thì nên làm, chứ còn đừng có nên là giống tôi chứ. Nó vừa lâu mà nó vừa khó chịu mà nó còn vừa thấy bị ngu người nữa. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video clip này. Nếu thấy video clip này ngu người thì ấn vào nút like, đăng ký kênh, ủng hộ tôi. Và anh em nào có cái thí nghiệm nào muốn tôi thực hiện thì ấn vào nút thì hãy comment phía bên dưới, tôi sẽ làm cho anh em cùng xem nha. Rồi.